Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì hôm nay mình sẽ đi bón phân đón đồng cho cái miếng đại thông 8 của mình xạ trễ bà con. Thì cái miếng này mình xạ bữa 13 tháng 11 âm lịch ha. Do là cái đồng ngoài đê bao cho nên mình xạ cũng tương đối trễ. Thì đến nay thì đã được 40 ngày rồi. Bữa nay 23. Thì mình sẽ tiến hành đi bón phân đón đồng bà con. Thì hai hôm trước thì mình đã phun cái thuốc trừ bệnh và cái thuốc trừ sâu. Thì đến nay là hai đêm thì mình sẽ tiến hành bón phân đón đồng. Bà con thấy là mình bón phân lần đầu á thì là lúc mà lúa được 9 ngày. Phân lần 2 thì mình bón lúc 19 ngày. Thì cho đến 40 ngày thì nó đã 21 ngày cái thời gian khoảng cách giữa cái đợt 2 với đợt đón đồng này bà con. Thì cho đến nay thì lúa đã ngã cái màu chanh hết rồi. Thì mình sẽ tiến hành đón đồng thì lúa nó sẽ suông. Nó ngã màu chanh, lá nó đứng rồi bà con. Thì hôm trước cũng có cái sâu cuốn lá lai gai. Cái trà lúa trễ này á, mặc dù mình xử lý cái mũi hành bằng Bersina nhưng mà bà con thấy nó vẫn có ha bà con. Chứ không phải là không. Nhưng mà so với những cái miếng đất khác á thì mình là nó hạn chế hơn. Bà con thấy dạch ra là thấy cũng ít ha. Chỗ này là cái chỗ dày. Cái gò dày thường nó sẽ bị nhiều hơn. Nhưng mà nó vẫn hạn chế hơn nha bà con. Mình có xử lý thì nó đỡ hơn. Hôm trước là 37 ngày mình dạch ra cho bà con xem á. Thì nó bị ít. Nhưng mà hôm nay thì nó đã được 40 ngày thì nó bị thêm nhiều bà con. Thì có một số chồi bà con thấy là nó bị hai cây luôn nè. Tức là có 3 cây mà nó bị hết 2 ha bà con. Thì đối với cái lúa trà lúa phân bón phân đón đồng cho cái trà lúa này thì do là cái mũi hành nó cũng nhiều. Nên mà con thấy nè, nó chui ra hết rồi ha. Bây giờ đến cái thời gian mà nó nở nó đã chui ra nè. Chui ra khỏi cái ống hành nè ha. Thì trong cái mũi hành nhiều này thì mình sẽ tiến hành bón phân đón đồng như thế nào bà con. So với cái lúa bình thường thì mình sẽ bón khác. Bây giờ là lúa bị mũi hành thì mình sẽ có cách mình bón nó hiệu quả hơn. Đây. Đây có hai ba chồi mà nó bị hết hai chồi nè, ba chồi. Chồi vô hiệu nó cũng bị luôn. Thì đối với cái lúa bị mũi hành thì ở những cái năm trước mình làm Jasmine cũng xạ trễ trong tháng 11 này bà con. Đến lúa 50 ngày thì bà con chỉ cần lội trên bờ thôi. Bà con thấy cái ống hành nó lên rất là nhiều. Có bà con thì thấy nản quá rồi bỏ luôn. Không bón phân. Có người thì chở phân lên tới ruộng rồi phải trở về. Lý do là cũng năm đầu tiên bị dịch cho nên là thấy bất ngờ quá rồi bỏ luôn. Có người thì cắt luôn cho bò ăn đó bà con. Nhưng mình năm đó thì đến khi bón đón đồng là 40
42 43 ngày mình bón thì thấy cũng chưa nhiều, cho đến 50 ngày thì bắt đầu mình chỉ cần lội trên bờ thôi là thấy mũi hành rồi. Thì sau khi bón đón đồng rồi thì đến 50 ngày mình thấy vậy thì mình sẽ bón thêm. Bón thêm một công 10 kg nữa bà con. Bón thêm nữa. Thì để làm gì? Mục đích là mình bón như vậy thì sẽ nuôi được cái chòi sao. Nuôi được cái chòi sao bà con. Bây giờ là hai cây này thấy là đồng, ba cây này thì cái chòi nó đồng đều như vậy thì nó bị hết chòi. Bị chòi. Thì hai chòi còn lại thì nó sẽ bù lại cái chòi đã mất. Rồi thêm nữa là bà con sẽ gì? Xem là những cái chòi vô hiệu á, nó sẽ đi lên. Chòi gần như vô hiệu mà con bón phân nhiều vô thì nó sẽ bù lại. Bây giờ ví dụ như là bây giờ là cái bụi lúa này là 4 cây, nó có hai cây nhỏ như thế này. Thì khi mà bị mũi hành, những cái chòi khác kế bên, bà con xem là chòi khác kế bên nó bị mũi hành thì nó sẽ mất đi cái số lượng bông. Thì bây giờ mình sẽ bón phân nặng vô và bón hai lần trong cái cử đón đồng này luôn nha bà con. Thì mình bón mục đích là để mình sẽ nuôi được những cái chòi gần như vô hiệu này, nó sẽ lớn lên được và nó sẽ cho bông. Tức là giống như là nếu như cái đủ cái số chòi bình thường không bị mũi hành thì bà con mình sẽ bón vô thì nó những cái chòi này nó sẽ bỏ. Tại vì có số chòi lớn nó lớn lên thì cái chòi nhỏ phải diệt rồi. Nhưng đối với cái lúa bị mũi hành nhiều thì những cái mũi hành nó sẽ không làm cho cái chòi đó nó được làm đồng được. Cho nên là những chòi khác á nó sẽ tấn công lên. Như vậy thì bà con bón đón đồng mà bón bình thường giống như là mình bón lúa không có mũi hành á, thì những cái chòi đó nó không đủ để nuôi, tức là không đủ cái lượng phân, không đủ dinh dưỡng để nuôi những cái chòi nhỏ, thì nó sẽ không bù lại những cái chòi đã mất do bị cái mũi hành gây hại nha bà con. Cho nên là trong cái cử phân đón đồng này, mình mặc dù của mình là cái số lượng mũi hành nó cũng không đáng kể ha, chỉ khoảng 5-7% thôi, nhưng mà mai mốt thì không biết nó có thêm hay không thôi. Nhưng mà nếu cỡ khoảng 10-20% thì bà con có cái cách là gãi phân như vậy đó, thì mình sẽ bù lại được cái số chòi đã mất. Thì đến khi mà lúa trổ thì nó sẽ gì? Sẽ bù lại những cái chòi đã mất của mình. Thì nó vẫn đủ cái số chòi, đủ cái số bông ở trên mét vuông. Thì bà con thấy là cái năng suất của mình nó cũng không giảm bao nhiêu ha bà con. Còn bà con thấy mũi hành nhiều quá, bà con bỏ bê luôn á, thì coi như là mình mất trắng luôn đó. Thì nhiều người bỏ luôn, không bón phân, không xịt thuốc luôn, thì cuối cùng là kết quả 5-6 bao lúa. Còn mình làm như vậy thì năng suất mình vẫn được 1 tấn rồi con. Cái năm mà mình xả Jasmine á là rất là nhiều, tức là nó khoảng 50% mũi hành. Khi mà đến cái cử 50 ngày thì mình vẫn tiếp tục bón phân tiếp, mặc dù là có khi là lúa nó hơi dư phân luôn, nhưng mà nó vẫn phải nuôi được những cái chòi nhỏ sau này. Đó là cái đôi điều chia sẻ thực tế mình đã từng làm rồi nghe bà con. Thì đợt này thì mình cũng sẽ bón nặng vô bà con. Có thể là mình bón 25-27 kg cho một công 1.300 m². Thì mình sẽ chia ra làm hai đợt. Thì hôm nay là 40 ngày thì mình bón khoảng 15 kg. 15 kg. Rồi đến khoảng 26-27 Tết, 27-28 Tết á, thì mình sẽ bón thêm khoảng 10 kg, 12 kg nữa mà con. Thì mình sẽ bón như vậy, thúc hai lần như vậy thì nó sẽ lấy được cái chòi, đảm bảo được cái chòi vô hiệu. Tức là những cái chòi mà nó gần như vô hiệu á, thì mình làm như vậy thì nó sẽ bù lại những cái chòi đã mất cho mũi hành. Còn bà con mà bón ít quá thì nó ví dụ như thường lần lúa không mũi hành, bà con bón khoảng 15 kg, bón một đợt rồi bà con bỏ luôn cho đến chỗ luôn, nhiều khi nó không đủ để nó nuôi những cái chòi nhỏ. Tức là cái quy lực bù trừ của cây lúa nó bây giờ đến cái giai đoạn này vẫn còn nha bà con. 40 ngày mình có thể cứu được. Bà con phát hiện sớm mũi hành thì bà con cứ nung phân vô thì mình vẫn còn cứu giãn cái tình hình được. Có thể năng suất giảm đến 10-15% thôi bà con, chứ không có giảm nhiều ha.
bà con thấy chán nản quá, bà con không không chăm sóc nữa, coi như là mình không bón phân đầy đủ rồi không phun thuốc luôn, rồi cuối cùng là dẫn đến cái tình trạng là mình mất năng suất rồi mình mất trắng lỗ luôn bà con. Đó là những cái chia sẻ mình kinh nghiệm đã làm rồi nha bà con. Xạ trễ thường cái trà lúa này thì xạ trễ qua tháng 11 âm lịch, và bà con thấy là năm nào nó cũng sẽ bị muỗi hành gây hại nặng hơn so với mình xạ cái trà lúa ở trong cái giai đoạn tháng 10 âm lịch nha bà con. Rồi mình cũng chia sẻ như vậy, rồi mình sẽ chia sẻ cái loại phân mình bón luôn bà con. Thì bà con thấy là năm nay là cái tình hình khó khăn, nó trồng trồng chất khó khăn bà con, phân thuốc thì lên giá, lúa thì đủ thứ dịch hại ha, rồi phấn trắng, muỗi hành. Rồi năm rồi thì xả muộn thì cũng không có dịch muỗi hành nhiều như năm nay bà con, thế là đồng nào mà xả cái trà lúa trễ đều bị hết, ít với nhiều ha. Thì mình cũng xin chia sẻ cái loại phân mình bón ở đây vẫn là phân hỗn hợp nha bà con. Rồi con thấy là cái thành phần NPK của nó là 15 7 20, tức là đạm là 15, lân là 7, 20 kali, thì trong đó có cả chung vi lượng nữa bà con, silic, canxi, magie, đồng, kẽm, mangan, sắt. Thì loại phân này mình cũng bón những cái miếng lúa trước thì cũng thấy hiệu quả, tức là mình bón vô nhiều nhưng mà nó vẫn không không kéo dài lá ha bà con. Thì mình bón đợt này là bón 15 kg, trong 40 ngày này mình sẽ bón đợt là 15 kg, khoảng 4 ngày sau nữa, tức là đến khoảng 27-28 Tết thì mình 4-5 ngày trở lại ha bà con, mình bón thêm một cử nữa, tức là lúa khoảng 45-46 ngày đó, 44-45 ngày đó, thì mình sẽ tùy theo cái lúa nó có xanh hay không thì mình có thể bón từ 10-12 kg nữa. Do là cái dịch muỗi hành nó gây hại thì mình phải chịu tốn thêm cái chi phí về phân mới gỡ lại được cái năng suất bà con. Còn bây giờ đối với cái việc bón đón đồng này, trong cái dịch muỗi hành này thì nếu bà con bón phân đơn thì bà con cũng có thể sử dụng UG, DB và kali, mỗi thứ bằng nhau ha bà con. Ví dụ bây giờ mình bón 15 kg thì UG 15, lân xin lỗi là UG 5, lân 5, kali 5. Thì cái mục đích của mình là để nuôi những cái chồi nhỏ lên á, thì mình cần phải thêm một cái lượng lân nha bà con, tức là DB thì mình sẽ thêm. Tại trong DB nó cũng có UG nữa, cho nên mình tăng cường cái UG, DB thì nó sẽ tăng cái hàm lượng đạm và lân lên, kali thì vẫn vừa đủ để mình nuôi được những cái chồi nhỏ nó thành được cái chỗ bông cho mình ha, để bù lại những cái chồi mà nó bị mất đi do bị cái ống hành. Đó là cái chia sẻ cùng bà con, thì bà con có thể tăng cái lượng phân lên nếu mà cái lúa mình nó bị trong cái giai đoạn sớm này. Nếu bà con nào mà đã bón phân đón đồng rồi á, thì bây giờ trong khoảng 50 đến 55 ngày trở lại thì mình cũng có thể bón thêm được nha bà con, bón thêm để nuôi những chồi sau. Có thể là sau này lúa mình nó chỗ hơi lọt sọt một chút nhưng mà cũng không sao, miễn sao nó cho bông để nó bù lại cái số lượng bông ở trên một cái mét vuông của mình, để cho làm cái năng suất của mình nó không có bị giảm nhiều, thì cũng có phần đỡ cái phần nào trong cái năng suất nha bà con. Chứ giờ mình cứ chăm sóc thuốc phân bình thường, bà con đừng có nản rồi mình bỏ bê luôn thì coi như là cho bò ăn luôn, thì sẽ thiệt hại rất là nhiều về kinh tế của mình. Năm nay thì tình hình nó khó khăn đủ thứ hết, thì mình cũng phải cố gắng mình khắc phục những cái khó khăn đó để cái đời sống của nông dân mình cũng tạm ổn nha bà con. Đó là những cái điều chia sẻ trong cái đợt bón phân đón đồng đối với cái lúa mà bị muỗi hành. Thì mình chia sẻ lại là mình bón thúc nên bón hai đợt các bà con.
chứ mình bón cái lượng phân nhiều, từ 25, 20, 25 kg cho một công 1.300 mét vuông mà mình bón một lần một. Một lần một thì đôi khi cái lúa nó ăn không kịp thì nó sẽ thất thoát qua cái bốc hơi, qua cái thẩm thẩm thấu, rồi nó mọi yếu tố nó làm mất phân của mình. Cho nên là mình phải nên bón hai lần. Lần này thì để nuôi những cái chòi bình thường, còn một cái lần sau cách nhau 4-5 ngày đó để mình nuôi những cái chòi nhỏ hơn, làm cho những cái bông nó sẽ đồng đều hơn về sau này, thậm chí là nó sẽ bù lại những cái đã mất do cái dịch mũi hành gây ra. Thì đó là những cái điều chia sẻ. Thì bà con nào có những cái cách hay hơn thì bà con cũng để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng nhau, bà con mình cùng làm ha bà con. Xin mến chào bà con. Bà con thấy hữu ích thì bà con xin cho một like ở cái dưới cái video. Bà con nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để được theo dõi những cái video mới nhất của mình. Mình sẽ làm tiếp theo ở những cái lần bón phân sau, cũng như là xịt thuốc rồi chăm sóc cái lúa bị nhiễm mũi hành nó sẽ như thế nào. Xin mến chào bà con, chúc bà con thành công trong cái quản lý dịch hại này.